Trong bối cảnh tình hình tại Trung Đông tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến mới, ngày hôm qua nhiều nước đã hối thúc tìm giải pháp giảm căng thẳng, tránh leo thang xung đột trong khu vực, đồng thời nhấn mạnh ngoại giao vẫn là con đường quan trọng. Trong thông điệp gửi tới người dân Liban hôm qua, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định các bên phải tránh xung đột bởi leo thang căng thẳng không có lợi cho bất kỳ ai. Theo ông, vẫn tồn tại con đường ngoại giao, song đòi hỏi nhiều nỗ lực. Tổng thống Macron đã điện đàm với các nhà lãnh đạo chính trị và quân sự hàng đầu của Liban cũng như Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, kêu gọi các bên kiềm chế. Cùng ngày, các ngoại trưởng Mỹ, Pháp, Anh, Đức và Italy đã nhóm họp tại thủ đô Paris của Pháp để thảo luận về căng thẳng tại Trung Đông. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken kêu gọi các bên liên quan kiềm chế và tránh leo thang xung đột tại Trung Đông, trong khi người đồng cấp Anh David Lammy kêu gọi Israel và lực lượng Hezbollah tại Liban ngừng bắn ngay lập tức. Liên quan đến vụ nổ các thiết bị liên lạc tại Liban, ngày 19 tháng 9, Liban đã công bố kết quả điều tra sơ bộ cho thấy các thiết bị đã được gài sẵn chất nổ trước khi được nhập khẩu vào nước này. Phái đoàn thường trực của Liban tại Liên Hợp Quốc đã gửi thư lên Hội đồng Bảo an, lên án các vụ tấn công đẫm máu này, cho rằng sự việc gây tổn hại đến các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt giao tranh tại Gaza và miền nam Liban. Phái đoàn Liban cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an lên án vụ việc trong phiên họp khẩn dự kiến diễn ra trong ngày 20 tháng 9.